Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh cho biết đơn vị vừa phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm tra phát hiện bắt quả tang một đối tượng có hành vi vận chuyển pháo hoa nổ trái phép từ Lào về Việt Nam tiêu thụ qua khu vực cửa khẩu quốc tế Cầu Treo. Thực hiện kế hoạch cao điểm đấu tranh tấn công trấn áp các loại tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại khu vực cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, các lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra một xe ô tô tải mang biển kiểm soát Lào nhập cảnh vào Việt Nam của đối tượng Đỗ Minh Tuấn, 29 tuổi, trú tại tổ 4 thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội. Qua kiểm tra, các lực lượng chức năng đã phát hiện ở bên trong hộp tự chế dưới thùng của chiếc xe ô tô đã gia cố cất giấu 118 hộp pháo hoa nổ với tổng trọng lượng khoảng 130 kg. Làm việc với cơ quan chức năng, bước đầu đối tượng Đỗ Minh Tuấn thừa nhận trước đó đã mua số pháo hoa từ Viên Chăn Lào với số tiền hơn 14 triệu kiếp Lào. Sau đó đối tượng đã tự chế hộp bí mật ở phía dưới thùng xe ô tô tải cá nhân để cất giấu hòng qua mặt các lực lượng chức năng nhằm vận chuyển vào Việt Nam tiêu thụ. Hiện vụ việc đang được các lực lượng chức năng tiếp tục điều tra xử lý theo đúng quy định của pháp luật.